Dự báo bất động sản Thanh Hóa trong và sau năm 2024. Xin chào anh chị và nhà đầu tư, tôi Hà Long thì hiện tại đang là một nhà đầu tư cá nhân ở tại thị trường đầu tư bất động sản dưới Thanh Hóa. Có rất nhiều những anh chị thời điểm này có chia sẻ đến với Long rằng là năm 2024 ấy, thì anh chị muốn gia tăng thêm những cái tài sản, anh chị muốn về Thanh Hóa, anh chị đầu tư bởi vì anh thấy thị trường Thanh Hóa rất giống với cả những cái thị trường mà vùng quê Bắc Ninh, Bắc Giang ngày xưa anh chị đã từng bỏ lỡ. Thế nên là trong chủ đề video ngày hôm nay mọi người cùng nhau xem hết cùng Long để làm sao mà Long cùng mọi người trang bị những kiến thức về lĩnh vực đầu tư bất động sản dưới Thanh Hóa để giúp cho mọi người đầu tư tránh rủi ro, ví dụ như là đọng vốn ở đó này. Chúng ta đầu tư xong không thanh khoản được, chúng ta lựa chọn những cái loại hình đầu tư bất động sản mà gần như là rất khó bán trong và sau năm 2024, thậm chí là chúng ta đầu tư xong dính phải quy hoạch ấy, đền bù giá rất là thấp, nhiều khi nhà đầu tư tiền mất tật mang. Thì trong chủ đề video ngày hôm nay, Long sẽ chia sẻ cho mọi người đa góc nhìn hơn để giúp cho mọi người đầu tư bất động sản Thanh Hóa trong năm 2024 hạn chế nhất những cái rủi ro và đem lại cho mọi người những cái lợi nhuận tốt nhất khi chúng ta tham gia cái thị trường đầu tư dưới Thanh Hóa. Long thì có một cộng đồng nhà đầu tư khoảng tầm hơn 300 anh chị em, đa số là toàn ở các thị trường như là Hà Nội, là các anh chị ở tỉnh ấy. Thế mọi người muốn nhận những thông tin mới nhất, mọi người thể vào đó vừa kết nối cùng Long này, vừa giao lưu cũng như là chia sẻ những cái thông tin về thị trường bất động sản Thanh Hóa ở trong group của Long. Về thị trường Thanh Hóa thì Long sẽ tổng kết cho mọi người về những cái yếu tố chính. Thứ nhất là từ giai đoạn 2022 đến giai đoạn 2024, để khi mọi người xem cái video này thì mọi người sẽ hiểu được từng cái giai đoạn, từng năm nó sẽ khác nhau như thế nào. Trong cái năm 2022 thì Long đánh giá thị trường Thanh Hóa thì đang được triển khai rất là mạnh tay về những cái tuyến, ví dụ như là cao tốc Bắc Nam, cao tốc gọi là Mai Sơn, quốc lộ 45, quốc lộ 45 Nghi Sơn về thị trường Thanh Hóa, bởi vì đây là một trong những công trình rất là trọng điểm để làm sao mà kịp tiến độ cho năm 2023. Thị trường Thanh Hóa sẽ thu hút nhiều các doanh nghiệp người ta về đầu tư hơn, các cái khu công nghiệp được lấp đầy nhiều hơn, bởi vì một trong những cái điểm yếu ở thị trường Thanh Hóa ấy, cá nhân Long đánh giá là về quy hoạch công nghiệp thì cũng rất là mạnh tay. Tổng diện tích công nghiệp ở tại Thanh Hóa thì nó dao động khoảng tầm là 12.000 hecta làm công nghiệp, nhưng mà mới chỉ lấp đầy đâu đó là chỉ được khoảng tầm hơn là 30% thôi. Nó vẫn còn rất nhiều những cái hạn chế để chúng ta làm sao mà thu hút doanh nghiệp về ở tại Thanh Hóa, người ta xây dựng các nhà máy lên để phục vụ cho người dân cũng như tạo việc làm cho người dân. Bởi vì Long thấy là có nhiều anh chị là đa số là đi nước ngoài là làm xuất khẩu lao động này, hay là đi các tỉnh khác như Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội này, Bắc Ninh, Bắc Giang để mọi người có được cái công ăn việc làm đủ tiền để người ta gửi về nhà. Bởi vì ở tại địa phương Thanh Hóa thì nó vẫn chưa đáp ứng được hết toàn bộ các công ăn việc làm ấy, nên người ta vẫn phải đi các cái nơi xa để người ta tìm kiếm và người ta làm ăn để người ta có tiền sinh hoạt. Cái tin mừng là trong năm 2023 ấy, thì Thanh Hóa thì đã thông xe cao tốc rồi, cái tuyến cao tốc thì đã đồng bộ đúng ngày 2/9 là khánh thành cao tốc xong xuôi, là mọi người di chuyển qua lại. Bản thân Long cũng đi cái tuyến cao tốc đấy rất nhiều, đi từ Hà Nội xuống chỉ mất đâu đó khoảng tầm 1 giờ 45 phút đi xe thôi, nó rất là gần, nó không như là thời điểm trước nữa. Thế nên chúng ta tìm hiểu về thị trường đầu tư bất động sản dưới Thanh Hóa ấy, thì gần như là thời điểm năm 2024 Long đánh giá là một trong những cái giai đoạn mà nó được thu hút doanh nghiệp về đầu tư ngày càng mạnh hơn nữa. Bởi vì bản chất là gì? Năm 2023 thì cao tốc đã thông xe rồi. Ở Thanh Hóa thì cái điểm mạnh Long đánh giá là một trong những cái điểm liên quan đến cơ sở hạ tầng. Ví dụ như là sân bay có này, cảng biển có này. Mà cảng biển ở đây là một trong những cảng biển mà thuộc gọi là một trong 8 cảng biển có gọi là khu kinh tế ở tại Việt Nam. Với thứ ba là về đường cao tốc ấy, thì mình đã có rồi, bây giờ mình đi xuống cao tốc đi du lịch biển cũng gần, đi từ Hà Nội xuống nó chỉ mất khoảng tầm 2 tiếng rồi mình đi về trong ngày được. Và các doanh nghiệp cũng vậy, nhờ cái tuyến cao tốc thì họ sẽ về là gì, họ thấy rằng là thị trường Thanh Hóa có cao tốc, có cảng biển, có sân bay. Thì ví dụ như là chúng ta làm các ngành nghề liên quan đến, ví dụ như là quần áo đi, làm các ngành nghề liên quan đến linh kiện điện tử đi, hay làm những ngành nghề liên quan đến gọi là thủy hải sản đi, ở trong các nhà máy công nghiệp ấy, thì người ta có thể là đi đa dạng phương tiện. Ví dụ như là muốn gửi cảng, gửi hàng hóa đi sang các nước khác nhiều và rẻ thì chúng ta lựa chọn cảng biển. Còn nếu chúng ta muốn gửi hàng gấp mà những hàng quý báu ấy, thậm chí chúng ta gửi qua đường sân bay. Còn nếu chúng ta muốn đi di chuyển đến các tỉnh lân cận ấy, thì chúng ta có thể là đi lên cao tốc để di chuyển hàng hóa nó thuận tiện hơn, đi lại làm sao mà tiết kiệm được thời gian. Và doanh nghiệp thì người ta rất quan trọng cái vấn đề là thời gian qua lại. Và trong cái năm 2024 ấy, thị trường Thanh Hóa sẽ giải ngân số tiền rất là lớn để đầu tư công, đầu tư các cái cơ sở hạ tầng này, đầu tư các cái công trình công cộng này, thì nó dao động là gần 12.000 tỷ đồng đầu tư ở tại Thanh Hóa trong năm 2024, mục tiêu và tầm nhìn của Thanh Hóa. Thế nên là trong năm 2024 ấy, với góc nhìn cá nhân của Long nhận định thì nếu như mà chúng ta lựa chọn đầu tư thì chúng ta vẫn lựa chọn là ven đầu tư ven các cái khu công nghiệp, và làm sao mà lựa chọn các khu vực nào nó có cái giá trị thực, giá trị sử dụng ấy. Bởi vì là thời điểm này Long thấy rằng với cái tầm nhìn của Việt Nam là người ta cũng rất là tránh vấn đề gọi là đầu cơ, ví dụ như tìm một vài các cái bất động sản mà gần như là dân cư không có này, gần như chúng ta phải để đó tầm nhìn khoảng tầm từ 5 chứ khoảng tầm thậm chí là tầm khoảng 10 cho đến khoảng tầm 20 năm, bởi vì người ta muốn để đó không để sinh lợi nhuận rồi người ta bán đi ấy. Mà nếu như không có dân cư thì nó không có cái giá trị luân phiên của dòng tiền người ta không đủ về dồn dồn về đó người ta kinh doanh ấy, người ta không phục vụ cho dân sinh ấy,
thì gần như nó cái bãi đất đó nó vẫn là để tại không, nó vẫn không có cái giá trị gì gia tăng đâu. Thế nên là Việt Nam mình rất là ưu tiên và lựa chọn cái loại hình bất động sản mà nó thiên về giá trị sử dụng. Một là ven công nghiệp để phục vụ cho các công nhân viên xây nhà trọ này, hai là các cái nhà ở xã hội này, và thứ ba là các cái loại hình làm sao mà chúng ta phải lựa chọn giá đầu vào mua nó phải thật là rẻ. Bởi ta mua bất động sản giá nó rẻ hơn thị trường ấy thì đấy nó đã là một phần lợi nhuận luôn của chúng ta rồi. Ví dụ như là sau này chúng ta bán thì có thể cần bán lại rẻ hơn so với cả thị trường thôi thì nó đã tốt hơn rất nhiều so với cả những bất động sản khác. Và có nhiều người chia sẻ với Long rằng là bất động sản Thanh Hóa thì có sẽ có một cái lượng giao dịch Long đánh giá sẽ tốt hơn, bởi vì thời điểm này các kênh như là vàng này, chứng khoán này, Bitcoin đều tăng lên. Và mọi người thấy rằng là gì, bất động sản thì thời điểm này đã có nhiều người ta rút tiền ở ngân hàng, người ta đi lựa chọn đa kênh hơn, người ta có đầu tư vàng này, người ta có đầu tư cả về chứng khoán này, và thời điểm này người ta vẫn lựa chọn thêm cả kênh về bất động sản. Thế nên là nếu mà tầm quý 1 của năm 2024 thì Long đánh giá Long đã là người đi va chạm trực tiếp với cả những anh chị nhà đầu tư ở tại Thanh Hóa ấy, thì Long thấy rằng là thời điểm này giao dịch đã tốt hơn nhiều rồi. Và Long dự đoán là từ thời điểm này đến tháng 6 của năm 2024 thì thị trường bất động sản bắt đầu nhích dần lên. Tất nhiên là câu chuyện là nó không thể nào mà sốt nóng được luôn. Đầu tư ở Thanh Hóa cũng vậy, không thể nào sốt nóng được luôn, bởi vì đầu tư nó liên quan yếu tố rất mạnh về thời điểm. Nếu như thời điểm thị trường mà trầm lắng thì thị trường cái khu vực là nó cũng sẽ trầm lắng theo. Nhưng nếu mà thị trường đi lên nhích lên thì thị trường Thanh Hóa cũng sẽ nhích lên. Thì Long thấy quý 2 của năm 2024 này bất động sản sẽ đi lên. Và nếu như thời điểm này ai mà tìm hiểu đầu tư bất động sản Thanh Hóa trong cái giai đoạn từ bây giờ đến tháng 6 trong năm nay thì Long đánh giá là được, chúng ta có thể là tìm kiếm những cái bất động sản để đầu tư và tích lũy được rồi. Bởi vì Long thấy tâm lý đám đông thời điểm hiện tại bây giờ thì mọi người đã có nhu cầu đi đầu tư nhiều hơn so với cả thời điểm của năm 2022 và trong năm 2023. Bởi vì bản thân Long đã va chạm cả hai năm này rồi, Long thấy rằng thị trường năm 2023 nó còn giao dịch túc tắc tốt hơn so với cả năm 2022. Thị trường năm 2022 ấy, thì nó giao dịch thậm chí là tốt hơn so với cả năm 2023. Bởi vì năm 2022 nó chỉ là mới giai đoạn chuyển dịch thôi. Nhưng năm 2023 ấy, thì Long đánh giá là thị trường nó trầm lắng hẳn ra. Cái sức mua bất động sản ở tại Thanh Hóa nó không được nhiều như là năm 2022 đâu. Và năm 2024 thì Long thấy là có vẻ tín hiệu đã hơn rất nhiều so với cả năm 2022 và so với cả năm 2023. Thế nên là quý 2, từ quý 2 hất lên Long đánh giá thị trường nó sẽ phục hồi. Vì mọi người nhìn cái đợt mà Tết năm 2023, cuối năm 2023 thì gần như cái sức mua bán ấy, nó gần như không có. Rất là tất cả các ngành nghề hay thậm chí là kể cả mua đào mua quất thì mọi người thấy là cái sức mua của nó cũng không nhiều, không cao. Thế nên là bất động sản nó lại gần giá trị tiền tỷ. Thế nên nó giao dịch nó ít hơn. Thế nên là vì sao năm 2023 thị trường nó lại đóng băng như vậy. Nếu như mà năm 2024 thì Long thấy rằng bất động sản Thanh Hóa chúng ta có thể đầu tư được. Và chúng ta đầu tư với tầm nhìn trung hạn và dài hạn. Và nếu như mà chúng ta lựa chọn thị trường nào thì Long có thể khoanh vùng cho anh chị một vài các cái khu vực mà bản thân Long đi vào thực tế nhé. Bản thân Long đi vào thực tế Thanh Hóa không biết bao nhiêu lần và Long rút ra kinh nghiệm cá nhân thôi. Chúng ta có thể đầu tư các khu vực nào mà với những cái khu vực mà nó đang được định hướng rõ ràng, ví dụ như là từ huyện lên thị xã. Bởi vì Long đánh giá rằng là khi mà Long vào các khu vực huyện và phát triển lên thị xã ấy, thì dân cư đã đông sẵn rồi. Với thứ hai là khu vực đó người ta rất quan tâm về cái vấn đề làm hạ tầng. Ví dụ như là các cái tuyến đường liên xã này, ví dụ như các tuyến đường liên thôn là người ta làm. Các tuyến đường liên xã, các tuyến đường liên thôn người ta làm. Thế nên chúng ta thấy rằng là gì? Bất động sản muốn tăng thì khu vực đó nó phải phát triển, và cái cơ triển nó phụ thuộc đầu tiên là gì? Địa phương đó có tiền hay không? Và nếu như người ta có tiền thì người ta có làm về cơ sở hạ tầng hay không? Người ta có xây dựng lên các cái khu công nghiệp, người ta có tạo điều kiện cho doanh nghiệp người ta về đây làm việc hay không, để giúp cho kinh tế phát triển nó bền vững. Nó tạo ra được cái giá trị thực của dòng tiền. Thế nên là chúng ta lựa chọn các khu vực mà huyện lên thị xã làm đánh giá, đây cũng là một trong những cái thị trường mà rất đáng quan tâm. Có 4 khu vực là Hà Trung này, khu vực Thọ Xuân này, khu vực Hàng Hóa này, khu vực Quảng Xương. Tất nhiên nó sẽ tùy theo mức độ tài chính, nhưng mà 4 khu vực này đang đánh giá là 4 khu vực mà rất nhiều người sẽ quan tâm và nó sẽ được dòng chảy tiền về đây rất là mạnh trong thời gian tới. Đấy là một vài tổng quan Long chia sẻ cho mọi người về bất động sản khu vực Thanh Hóa. Nếu thời điểm này mọi người đầu tư thì Long đánh giá là chúng ta đầu tư được rồi. Và nếu như mà thấy video này của Long hay và mọi người cần những thông tin mới về Thanh Hóa, mọi người có thể tham gia group Zalo của Long trong phần mô tả video, Long để lại ở dưới phần mô tả của video. Và nếu như mà đây là lần đầu tiên mọi người xem video của Long thì mọi người hãy để lại cho Long một like, một comment cũng như một đăng ký kênh, giúp cho kênh của Long ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn. Và Long xin vô cùng cảm ơn quý anh chị nhà đầu tư đã xem hết cái chủ đề video này của Long.